U là trời, nãy giờ không có bấm quay. Nhìn thì rất là chuyên nghiệp đấy, mà không biết nó ra cái gì, cái thấm công sự gì không. Mình phải lên màu nữa chứ. Em tắt tiếng nghe nghiệp, tắt tiếng nghe chuyên nghiệp hơn nghiệp. Nhưng mà đau quá. Kéo cái màn anh chị cái hành đây. Ấm em ơi. Cho mà còn hay sao? Kéo cái màn ra thôi. Bên đi lần đầu tiên à? Nó thấy mụn là ở trán nó sẽ đau hơn hay là sao? Tùy người. Em thấy ở đâu nó cũng đau á. Người gì cho em cái gì đi, đau quá à. Ok, cảm ơn chị. Chết là rất là nhẹ nhàng rồi đó. Nhưng mà nó đau. Cái lần gần nhất em lấy mụn ra đâu? Dạ cũng ở gò dấp luôn. Nhưng mà nó không đau hả? Em la quá. Nhưng mà cái chị kia kiểu như nặng không sạch đó chị. Thấy em la cái là bắt đầu bỏ. Ủa chứ vậy là giờ la nặng nặng nha. Cứ gì la bình thường đi em, cho chị cho em la đó. Chứ đừng có ép chị.
Em la sao đừng để công an đến đây là được thôi chứ còn cho em la thoải mái. Em la chị nặn thì nặn à? Thì cả em khóc sướt mướt đây chị cũng nặn mà. La đi cho thêm phòng thú gì. Cục này nó đau dữ gì. Cục nào đau luôn á. Vậy hả? Chủ nhật chứ. Rồi hôm qua. Ai sao? Ai? Mẹ mà đi hai skin này. Ai da, đau quá. Ai không biết em đau. Đau lắm luôn á. Không lấy nữa nha. Lấy nữa không nè. Thôi lấy đi, lấy cục nào là hết cục đó, yên tâm. Không về lành da lắm. Nhìn nghiệp rất là chuyên nghiệp nhưng mà nó có ra thì làm cho em ấy bị khớp chứ. Không ra thể thống cống sự gì không? Xíu rồi không chị? Không. Đau quá. Bé này thì tỉnh thấy sợ luôn rồi ta. À, má đau dữ cái gì? Cầm có tiền không? Ừ, có. Nào quá. Biết rồi mà nói quá. Mặc dù là biết nhưng mà vẫn nói. Nói có đỡ đau hơn không? Chưa? Dạ, tiêm lâu rồi. Tan rồi mà đau quá mà em chưa dám đi dặm nữa. Ủa, tiêm đau lắm hả? Dạ, đau. Có rất tê rồi nhưng mà vẫn đau mà. Vậy hả? Tiêm mà vẫn đau hả? Chị đi sửa mũi đi. Bé có sửa mũi không bé? Dạ, chưa. Chưa tính hay là chưa làm? Chưa làm nhưng mà cũng thích. Nhưng mà đau quá. Hình như sữa mũi không có đau. Chị nghĩ sao lúc về không đau vậy? Nó chỉ không đau lúc sữa thôi chứ lúc về nó mới đau chứ. Ủa, lúc về không có thuốc tê nó không đau mới lạ luôn á. Nó nhức luôn á. Chắc có thuốc mà.
Thuốc thì thuốc chứ. Chị không thấy bà Hiền kêu 6 tháng không cúi được luôn à? Bà Hiền hồi xưa là sửa mũi ấy. Cúi xuống là nó đau, cúi xuống là nó đau. Chị ăn có sợ đau đâu mà. Nên có thấy cái bụng ở đâu mà hay là hóp rồi. Hóp này nè. Không hóp này nè. Thấy đâu mà. Có khẩu nghiệp nhiều không mà mụn quanh miệng nhiều vậy? Không có. Hồi nãy tiên nó nói nó nhiều tuổi thì bị 21. Thì ra hoài luôn mà, cái đâu có nào hết đâu. Tướng Anh nằm bệnh nó cười ỉa bạn nhỉ. Cười ỉa ghê vậy trời. Là chị thêm vô chứ ỉa đó em. Cười sơ sơ thôi. Miệng cười thôi. Cười đã đi em. Còn những cái bỏ đỏ lên. Không đổi thì đổi chứ. Nhiều nó không nhiều mà ít nó không ít. Mấy mốt mà có đổi hơn á, em đổi nhớ đổi camera nha. Đổi chiều camera. Đúng rồi, xoay là giống vậy nè. Hồi nãy là nằm camera bên hướng này đúng không? Bây giờ nằm camera bên hướng này nè, nó góc nó rộng thôi. Đánh lên stand. Nè, hồi nãy camera là nó nằm ở bên này. Thì khi mà đổi bên mà không đổi vị trí á thì mình sẽ đổi camera. Được, được. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu gì nói. Chứ đừng có để một cái vị trí camera vậy thì cái góc nó bị hẹp. Tiếng Anh còn đi học hả ta? Năm mấy rồi nữa hả? Sao gì? Cục lên nhau à. Nhẹ có. Chắc là giờ chụp không được tấm nào cái gì. Em quay cái này, em quay ở dưới vậy.
Dạ, ở trên đây chị. Nó lên chưa được nhiêu chứ mà nó có ghề rồi đó. Tin à. Cố nhờ. Đau gì? Mấy cục ở mỏ khỏi nặng hay chưa, đau quá. Không có nặng đâu. Xong rồi. Tại vì tận nhang mà còn bị mụn nữa. Nhiều người ta bị. Cái này là bị gì? Bị sẹo hay là bị gì đây? Dạ, mụn thật đó. Mình có mụn thịt nữa. Ừ. Xíu á. Sẹo bà nữa rồi. Em móc. Mà ít có móc quá, lõm nguyên miếng luôn này. Giờ mép còn một cái lấy cho nó. Một đại cái. Có một cái một hả? À. Rồi. Trời. Đi. Mày một nè. Mốt mềm mỏng mà nó chưa hết 100% đâu nha. Dạ. Lấy lần nữa. Đó ba đi. Ủa sáng kia sơn sơn ngón tay à? Từ sơn rồi.